Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Dupuy Mobile. Và trên bàn của Trinh bây giờ là một chiếc điện thoại LG V30. Và sở dĩ hôm nay Trinh cầm điện thoại này là bởi vì Trinh sẽ làm về chủ đề đó chính là LG V30 liệu có đáng mua ở thời điểm hiện tại hay không. Với quan điểm của Trinh thì Trinh nghĩ LG V30 vẫn là chiếc điện thoại đáng mua, bởi vì nếu như mà chúng ta xét từ phần thiết kế đến camera hoặc là hiệu năng bên trong á, thì dường như LG V30 là chiếc smartphone hoàn chỉnh nhất mà LG đã từng sản xuất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái phần ngoại hình trước nha. Và thật sự thì Trinh rất là có ấn tượng với chiếc LG V30, bởi vì nó không có quá to cũng như là không có quá nhỏ. Nó có một cái ngoại hình ưa nhìn và dễ cầm nắm. Đối với những bạn là con trai hay con gái thì khi sử dụng và khi cầm chiếc điện thoại này đều thoải mái cũng như là tiện lợi cả. LG V30 được thiết kế với mặt kính cường lực thế hệ thứ 5, được làm cong ở cả mặt trước và mặt sau máy. Và ở mặt trước máy thì phần viền trên và viền dưới đã được giảm xuống tối đa, để lại một cái màn hình lớn lên đến 6 inch cho máy. Và với cái màn hình lớn như vậy thì các bạn vẫn có thể dễ dàng cầm nắm, bởi vì cái cấu tạo của chiếc LG V30 là một chiếc máy rất là thon gọn và dễ cầm. Và chất liệu màn hình hiển thị của LG V30 là tấm nền Piolet có độ phân giải là 2880 nhân với lại 1440 pixel. So ra thì nó không hề thua kém các sản phẩm tầm trung và cận cao cấp như là Samsung Galaxy A9, Oppo F9 hay là Vivo F15. Và với một cái nhà sản xuất có tiếng về tấm nền màn hình TV thì smartphone như LG và màn hình chất lượng cao chắc chắn là điều không có gì phải bàn cãi nữa. Và nếu như bạn là một người sành coi video cũng như là đòi hỏi cao khi mà xem video thì âm thanh là một điều không thể bỏ qua. Và có rất là nhiều người trên biết là họ cảm thấy rất là khó chịu bởi vì chiếc điện thoại có cái bộ đầu ra âm thanh nó rất là nhỏ, âm thanh nhỏ xíu luôn. Thì sử dụng LG V30 là một cái điều vô cùng thích hợp, bởi vì âm thanh của LG V30 đã gây ấn tượng rất là mạnh đối với người dùng khi mà nó ra đời. Bạn sẽ thấy tuyệt vời với trải nghiệm âm thanh trên LG V30 vì nó có Watt DAC, cung cấp cho bạn âm thanh tổng thể tốt hơn với nhiều tùy chỉnh. Và có thể nói âm thanh phát ra từ LG V30 cực ấm và bạn có thể nghe rõ âm bass của tiếng nhạc phát ra. Với cái bộ loa âm thanh như vậy thì việc chơi game hoặc là coi video nghe nhạc trên LG V30 là điều vô cùng thú vị luôn. Và hiện nay thì có rất là nhiều chiếc điện thoại ra đời sau gây ấn tượng mạnh mẽ bởi cái camera của mình. Vậy thì một tiền bối như LG V30 liệu có chiến lại không? Và đây có lẽ là câu hỏi của rất là nhiều bạn khi mà mua LG V30, là không biết là nó chụp hình có đẹp hay không, thì những hình ảnh từ LG V30 đưa ra thật sự không tồi đâu nha. Điểm nhấn của camera trên chiếc LG V30 đó chính là nó có khẩu độ chỉ 1.6 thôi. Và về mặt lý thuyết thì khẩu độ 1.6 giúp cho lượng ánh sáng đi vào cảm biến nhiều hơn, dẫn đến ảnh chụp ban đêm sẽ trong trẻo hơn nhờ giảm ISO. Và cái giao diện trên cái điện thoại LG V30 thì khi mà các bạn sử dụng thì cũng sẽ cảm thấy nó rất là dễ chịu và thân thiện, ai cũng có thể dùng và chụp được. Thật sự có thể nói thì dung lượng pin của chiếc LG V30 nó không có quá lớn, và hiện nay có rất là nhiều thiết bị ra đời với cái dung lượng pin trên 4000, và LG V30 chưa tới 4000 luôn, nhưng mà Trinh nghĩ nó sẽ đủ sức phục vụ những cái nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Dung lượng pin của chiếc điện thoại LG V30 thì nó chỉ ở mức tốt thôi chứ không phải là xuất sắc, bởi vì nó chỉ có 3300mAh thôi. Và sau một ngày chụp ảnh sử dụng wifi cũng như là lướt web thì đến tối thì LG V30 vẫn còn kha khá pin. Và một thí nghiệm nho nhỏ thì cho thấy thì LG V30 ở chế độ máy bay thì nó có thể chạy video trong vòng 17 tiếng mới hết pin. Như vậy thì Trinh nghĩ rằng có lẽ sẽ đủ cho các bạn sử dụng nguyên một ngày của mình. Và nói gì thì nói thì hiệu năng vẫn là cái phần quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn mua một chiếc điện thoại nào đó. Và với một chiếc điện thoại có tầm giá dưới 6 triệu như LG V30 mà chúng ta có thể đổi lại được một con chip là Snapdragon 835, thì Trinh nghĩ đây cũng là con chip khá mạnh mẽ đúng không nào, và các bạn nghĩ nó có đáng hay không? Chiếc điện thoại LG V30 thì hoạt động ổn định với con chip Qualcomm Snapdragon 835 và với 4GB. Tuy nhiên, nếu như mà bạn xóa bớt những cái ứng dụng thừa trong máy thì máy sẽ đạt được tốc độ tốt nhất cũng như là có thêm cái phần bộ nhớ trống. Và con chip 835 là một con chip có thể nói là cũng đứng ở trong hàng mạnh mẽ, và các bạn có thể thoải mái sử dụng nó để chơi game hoặc là làm những cái gì đó trên chiếc LG V30 mà đạt đến độ mượt mà.
Và Trinh cũng đã thử tải AnTuTu về để chấm điểm hiệu năng trên chiếc LG V30 và cái số điểm cho ra là 167.967. Với cái số điểm không quá thấp này thì các bạn có thể sử dụng nó một cách mượt mà và trơn tru. Và những bạn nào là tín đồ của game và muốn chơi game trên LG V30 thì yên tâm nha, bởi vì hồi nãy Trinh đã chơi thử cái tựa game nặng như là PUBG Mobile trên chiếc thoại này rồi, và những cái cử động của nhân vật rất là mượt mà, chạy rất là nhanh luôn. Và nó có lắc một chút xíu ở cái chỗ mà nhảy vô thôi, nhưng mà cái điều này vẫn có thể chấp nhận được đúng không nào? LG V30 còn được xếp hạng là smartphone chống nước bụi tốt nhất năm 2017 và với mức đánh giá là IP68, cao hơn cả iPhone X. Ngoài ra thì LG cũng tuyên bố là V30 đạt tiêu chuẩn quân đội, tức là có khả năng chống va đập và có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt về nhiệt độ và đặc biệt là pin vô cùng trâu. Và một cái điểm cộng vô cùng to bự cho chiếc điện thoại LG V30 đó chính là nó vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm cũng như là khe cắm thẻ nhớ. Hiện nay thì có rất là nhiều chiếc điện thoại ra đời mà bỏ đi cái giắc cắm và làm cho người mua cảm thấy vô cùng khó chịu luôn. Và đây, LG V30 vẫn giữ lại và các bạn có thể thoải mái đeo tai nghe và trải nghiệm cái âm thanh tuyệt vời trên chiếc điện thoại này. Và nếu như bạn mong chờ một chiếc điện thoại mà có cái hiệu năng ok, pin cũng tốt, ngoài ra thì camera chụp hình ổn và có giắc cắm tai nghe này, có khe cắm thẻ nhớ nữa, thì dường như LG V30 đã hội tụ tất cả luôn, và Trinh nghĩ nó là chiếc điện thoại đáng mua. Và trên đây là những suy nghĩ của Trinh về chiếc điện thoại LG V30 Lite New, và Trinh nghĩ nó rất là đáng mua. Còn suy nghĩ của các bạn thì như thế nào, hãy comment cho Trinh biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên like video cũng như là subscribe kênh. Xin chào. À, tại Đức Huy Mobile thì LG V30 Lite New có rất là nhiều luôn nha. Thank you.